Hello, xin chào toàn thể anh chị là quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Hôm nay Học tiếp tục gửi đến cho anh chị mẫu xe Kia 7 chỗ nè anh chị. Kia Rondo sản xuất 2022. Lăn bánh chỉ mới 15.000 km anh chị. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ từ đầu, xe cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay sẵn tiện ở nậu ở ngoài ánh sáng nè, Học quay gửi đến cho anh chị đánh giá chi tiết cái xe này lúc mới về nha. Xe này là 2022 rất là hiếm luôn anh chị. Học nghĩ là Rondo nó ở 2021 là hết rồi, nhưng mà cũng còn sót lại một vài chiếc số VIN 2022 nha anh chị. Chạy mới có 15.000 km, một chủ từ đầu, có camera 360 nè, khởi động bằng nút bấm nè, trang bị động cơ 2.0, hộp số tự động, xe đã có phim cách nhiệt như là lót sàn, cảm biến áp suất lốp đầy đủ rồi. Anh chị đến xem xe mua về là sử dụng thôi, không cần phải lên bất cứ phụ kiện nào hết. Mang biển số thành phố thì anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, anh chị sẽ tiết kiệm được 20 triệu phí biển số nha anh chị. Đây là cái phần đầu xe nè, anh chị nhìn thấy không? 2022 mà đi chỉ mới có 15.000 km nên là anh chị nhìn thấy không? Xe nó còn đẹp và mới ken luôn anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không? Xe mới nguyên à, nước sơn cabo vẫn còn zin. Phần dưới này thì cũng đã được bên Học chuẩn bị về làm xì ba lại. Đây nó có một vài vết chày xước ở đây nè anh chị. Đây, mâm bên đây thì chưa chày, tem mạc vẫn còn nha anh chị. Đó, chạy mới có 15.000. Hôm qua Học mua chiếc Mazda 6 chạy mới có 3.000 mấy cây, mới về quay trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã có khách cọc rồi. Chiếc Raptor, hai cái clip gần nhất là Học đã bán hết rồi nha anh chị. Nội thất nè, anh chị nhìn thấy không? Keo chỉ thì anh chị yên tâm tuyệt đối, xe bao anh chị chết hãng thoải mái nha. Bên Học đã kiểm tra đầy đủ rồi. Gương gập tự động nè. Ở bên trong anh chị sẽ có ga tự động. Đây. Ga tự động nè anh chị. Tại cái xe này nó nằm ở ngoài nắng á nên là quay được cái rõ hơn, nó được mấy cái chắc của xe hơn. Để trong showroom của Học á thì nó hơi tối. Hai vùng lạnh độc lập nha anh chị. Hai vùng lạnh độc lập nè. Chạy 15.391 km 2022 anh chị sẽ còn bảo hành tới 2025. Đó, một chiếc xe 7 chỗ. Vào thời điểm 2022 có nhiều anh chị đi mua xe tìm không có luôn anh chị. Đó, đây anh chị nhìn nè, những cái đèn light được khách lên thêm nhìn rất là sáng nha anh chị. Đây nè, nhìn sang trọng lắm. Xe mới nguyên anh chị, có lót sàn 5D nè, có cái đèn dưới chân luôn nè. Mấy cái đèn ở dưới đây mới tinh luôn nha anh chị. Xe này đi chỉ mới 15.000 cây nên là anh chị nhìn nội thất không có chỗ nào mà chơi được. Nói chung là một chiếc xe lướt. Anh chị nào yêu thích qua cái dòng xe Kia Rondo 7 chỗ này á mà không mua được xe mới, anh chị mua với Học xe này 15.000 cây thì không khác gì xe mới hết anh chị ơi. Đó, động cơ 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu xe này theo nhà công bố nó sẽ là 7 lít nha anh chị. Đó, cũng một cái mức rất là dễ chịu. Đây anh chị nhìn nè, mới nguyên anh chị, những cái nhựa sần ở đây anh chị nhìn thấy không? Đây, cái này là da xịn luôn nha anh chị. Đó, da thật chứ không phải là ốp gỗ nhựa giả nha anh chị. Nẹp khung kính nè anh chị thấy không, mới nguyên à. Tay nắm cửa mạ rôm, anh chị nhìn kỹ qua phần những cái đường dập nổi của xe nè, anh chị nhìn thấy không, còn rất là rõ nét, rõ bân nè. Mâm zin theo xe, vỏ zin theo xe chắc chắn nha anh chị, mâm vỏ là chắc chắn zin theo xe nè anh chị nhìn nè, mới nguyên à. Đây, hàng ghế thứ hai thì khá là rộng, đối với anh chị nào đi thường xuyên đi 4 người á thì cái hàng ghế thứ hai này rất là rộng rãi luôn nha anh chị. Đây, khi mà anh chị đi hàng ghế thứ ba thì anh chị sẽ chừa cái ghế này lên để nhường cho người ngồi phía sau. Đó, nhường lên xíu vậy nè anh chị. Đây, khoảng cách này nó còn lên được nữa. Để cho khi mà anh chị đi 7 người đó, thì mình ngồi ở phía sau. Đó, xe là chằng là còn mới tinh luôn nha anh chị. 2022 đi chỉ mới có 15.000 km. Bên Học đang chào bán là 570 triệu nha anh chị. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nhìn nè, mọi chi tiết nó còn mới nguyên à. Mới tinh tình tinh luôn á anh chị. Xe này được chịu trước lên cho mình cấp điện luôn nè, đầy đủ hết đời start up cấp điện che nắng rồi còn y nguyên hết nè anh chị. Đó, mấy cái linh tinh này là về anh chị khỏi cần phải mua. Đó, thấy vậy chứ mua mấy cái này cũng mấy trăm ngàn á anh chị. Lót sàn 5D nè, cốp là chưa ra nha anh chị. Đó, nước sơn zin nha anh chị. Đó, cấp điện nè, mức tiêu hao nhiên liệu xe này là 7.7 anh chị thấy không. Đó, mới nguyên à, dán phim cách nhiệt đồ xong xuôi hết rồi. Một chiếc xe 7 chỗ chỉ có 570 triệu thôi, 2022 còn bảo hành cho anh chị khá là dài luôn. Đó, gầm xe này thì khỏi phải bàn anh chị. Đây, tôi chú anh chị nhìn thấy đâu khác gì xe mới đâu. Tem mạc đồ còn uy tinh. Phía sau thì sử dụng phanh đĩa, anh chị nhìn cái mát phanh. Đó, ống ánh 7 màu luôn nha anh chị. Đó, đây. Anh chị nhìn thấy không? Hiện trạng xe là mới về nha anh chị. Đó, nhưng mà chủ giữ khá là kỹ. Đây, bỏ zin theo xe gì cui à. Đó, mâm thì có chạy xước nhẹ ở đây, chắc Học nghĩ Học cũng để nguyên do là nó chạy ít anh chị. Đây nè, cái điện thoại của Học ra nắng nó lấy nét hơi chậm anh. Đây nè, nó hơi chạy xước ở đây, anh chị nhìn qua cái má phanh nè, đó là anh chị biết cái xe nó đẹp.
Nó còn 7 màu luôn nha anh chị. Được chủ trước trang bị cho mình áp suất lốp rồi, mới nguyên à, từ trong ra ngoài mới tinh tình tinh luôn nha anh chị. Nẹp chân kính nè anh chị nhìn. Xe 7 chỗ phơm dáng xe này đi nhìn nó cũng nhu anh chị, đẹp lịch lãm. 7 chỗ, xe này giờ mua 570 triệu nó bằng VSG mà anh chị có xe 7 chỗ. Động cơ 2.0 thì chạy mượt lắm anh chị. Đây. Mọi chi tiết này. Anh chị nhìn thấy không? Túp bi, túp lô. Đâu khác gì xe mới đâu. Chủ đi mới có 15.000 km. Odo chuẩn nha anh chị. Đó, xe này mà tua Odo là bị bắt bảo hành liền. Rồi, đây nè anh chị. Keo chỉ là nguyên zin nha anh chị, keo chỉ nguyên zin. Quá đẹp. Đăng kiểm mình còn tới tháng 10 2024, anh chị thoải mái đi vô tư. Đó. Đẹp long lanh. Ở phía trước cái mâm này nó cũng bị chạy xước xíu nè. Đây. Đây. À, cái này là may đó anh chị, cái này nó bị dính nhựa nè. Nên là chỉ lột ra thôi. Đây anh chị nhìn thấy không? Học cà tay nè. Đó, đây cũng vậy luôn. Đó, chưa có xử lý nha anh chị. Mới nguyên à. Đây học mở cái khoang động cơ cho anh chị xem. Xe của mình có camera 360. À quên nó đẩy lên. Cái này bản đồ vẫn dẫn đường nè. Cái này Android luôn rồi anh chị ơi. Android rồi. Có YouTube nè. Đó, camera 360 nè. Đó, anh chị thấy không? 360 giả lập từ mui xe nhìn xuống nè. Đó. Nói chung là xe này quá đẹp rồi anh chị. 570 triệu. Xe Rondo 2022 là không hiếm lắm nha anh chị, 2022 hiếm lắm. Học cũng nghĩ làm nghề nhưng mà mình cũng thấy là thời điểm 2021 là nó đã bỏ mẫu rồi. Nhưng không ngờ cũng còn mấy chiếc 2022. Quá tuyệt vời. Mới tinh tình tinh hết. Để mình ra khoang động cơ. Cái lai đèn ở đây nhìn chắc tối chắc không nghĩ nó đẹp. Kia Rondo. Ở đèn Brositter này. Mới tinh tình tinh, mặt ga lăng. Đây anh chị. Máy móc động cơ số này. Chị nhìn thấy không? Mới nguyên à. Không khác gì chiếc xe mới hết. Xe này thì được cái cảm giác lái nó đầm lắm anh chị. Cái trọng lượng toàn thân nó nặng lắm. Toàn dày. Anh chị. Mới nguyên hết nha anh chị. Đó, xe thì mình học cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Rồi xe mà đâm đụng ngập nước là bị cũng bị bắt bảo hành nha anh chị. Tua đồng hồ, đâm đụng ngập nước là bị bắt bảo hành hết. Xe này là còn bảo hành chính hãng toàn quốc nha anh chị, chính hãng Honda. À, Kia sẽ bảo hành cho anh chị nha. Bảo hành toàn xe chỉ có 4 vỏ, 2 gạt mưa phía trước và 2 gạt mưa phía sau cộng với lại bình ắc quy là không bảo hành thôi. Còn tất cả là bảo hành hết. Rồi mình sẽ đi lại một vòng tổng thể nha anh chị. Kia Kia Rondo 2022 nha anh chị. Họ chạy 15.000 cây, mang biển số thành phố. 7 chỗ nè. Số tự động. Rất là đẹp luôn. Chỉ có 570 triệu. Xe cực kỳ đẹp. Ở trên có đuôi cá ba ga mui, nhắn cái đèn ở đây. Đuôi cá ở đây nhắn đen khá là đẹp. Về cái xe vô. Về cái xe vô trong showroom. Xe đã có phim cách nhiệt rồi nha anh chị. Ở gương chống chói tự động này. Đây học sẽ lùi vào trong cái showroom. Anh chị nào đang có nhu cầu bán xe, mua xe hoặc là những cái dòng xe đời cao đi lướt vậy, hoặc là chuyên làm những cái dòng lướt nha anh chị. Anh chị nào có đời lướt muốn đổi qua xe đời thấp hãy liên hệ trực tiếp với học. Xin lỗi, anh chị nào đi xe đời lướt trải nghiệm mà muốn đổi lên xe mới, anh chị liên hệ với học nha. Học đang có nhu cầu thu mua. Ngày hôm qua học đi mua chiếc xe Mazda Mazda 6 sơn zin 100%. Xe đó chạy mới có 3.400 cây. Học về là quay clip lên là bán rồi. Ford Raptor nó, Raptor 2021. Chạy cũng mới có 11.000 cây à. Học về học cũng bán rồi, học cọc rồi nha anh chị, hai cái clip mà học quay gần nhất á. Đây, anh chị nhìn coi lại mấy cái đèn light nè. Đó, và buổi tối đẹp ghê. Màu tím. Đây, cái light đây light trắng. Đèn thì có đèn tự động nha anh chị. Đó, ga tự động, ru control.
lấy chuyển số sau vô lăng, có sưởi vô lăng luôn. Đó. Đầy đủ hết anh chị. Quá đẹp rồi. 570 triệu. Xe này là hơi hiếm nha anh chị. Đời startup nè. 2022 á, cái mà hồi nãy học nói với anh chị á. Đó. Rồi, bên học có nhận thu mua ô tô cũ, đặc biệt là những dòng xe đời cao còn bảo hành, đi lướt, đi ít nha anh chị. 2022, anh chị liên hệ trực tiếp với học nhé, học mua cao hơn thị trường. Học xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Anh chị nào đang có nhu cầu nhớ mua xe, anh chị cứ đăng ký kênh của học nhé, ủng hộ học để khi mà anh chị lên vô YouTube thì cái đó sẽ hiển thị lên để cho anh chị không có bị bỏ lỡ những chiếc xe mà phù hợp với mình nhất nha cô chú anh chị. Rồi học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Xin chào, hẹn cô chú anh chị vào clip sau.